Cúc Tịnh Y là ai? Cúc Tịnh Y sinh ra tại Toại Ninh, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nữ thần tượng gốc Tứ Xuyên cũng sở hữu lượng fan hùng hậu, không kém gì các đại minh tinh khác của showbiz, với hơn 15 triệu con dân cúc kỵ. Cúc Tịnh Y bao nhiêu tuổi? Vì sở hữu gương mặt trẻ trung, ngoại hình nhỏ nhắn, nên nhiều người vẫn thắc mắc Cúc Tịnh Y bao nhiêu tuổi. Sự thật là cô ấy sinh ngày 18 tháng 6 năm 1994. Cúc Tịnh Y bắt đầu khởi nghiệp từ năm 18 tuổi, 2012, khi đạt giải người đẹp nổi tiếng trong cuộc thi Hãy tiến về phía trước, thiếu niên ở Thành Đô. Ngày 18 tháng 8 năm 2013, Cúc Tịnh Y 19 tuổi trở thành một trong số 35 cô gái được chọn từ nhóm 47.976 thí sinh theo từng lớp để ứng tuyển vào đội hình chính thức của nhóm nhạc SNH48. Sau cùng, Cúc Tịnh Y cũng vinh dự trở thành một trong 31 thành viên chính thức của SNH48 vào ngày 5 tháng 9 cùng năm, chính thức bước vào showbiz với tư cách là một ca sĩ thần tượng. Cúc Tịnh Y, mỹ nhân 4.000 năm có một. Một bộ phận netizen cho rằng Tịnh Y không xứng đáng với danh hiệu mỹ nhân 4.000 năm có một, nhan sắc cũng chỉ ở mức dễ nhìn chứ không phải thần thánh như lời đồn thổi. Đồng thời, nhiều hình ảnh cũ của cô bị khai quật lại và làm dấy lên nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Cúc Tịnh Y trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cúc Tịnh Y từng tham gia cuộc thi Hãy tiến về phía trước thiếu niên tại khu vực Thành Đô vào năm 18 tuổi. Vốn dĩ cuộc thi này không nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng khi Cúc Tịnh Y bắt đầu được chú ý nhờ danh xưng mỹ nhân 4.000 năm, thì những hình ảnh tại đây bất ngờ bị lục lại. So với nhan sắc hiện tại, hình ảnh của Cúc Tịnh Y thời bấy giờ quả thật khiến người khác bất ngờ, thậm chí sự thay đổi quá lớn khiến ai nấy đều bàng hoàng tự hỏi, đây có phải là cùng một người? Câu trả lời chắc chắn là cùng một người bởi ekip chương trình đã gắn tên Cúc Tịnh Y rõ ràng trên màn hình. Không chỉ hình ảnh trên, loạt ảnh khác cũng cho thấy nhan sắc xa lạ ngày ấy của ngôi sao sinh năm 1994. Dù là được chụp hay là tự chụp, dù ở góc nghiêng hay chính diện, cô hoàn toàn không giống nữ diễn viên Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Dân tình nhiều lần đặt nghi vấn Cúc Tịnh Y phẫu thuật thẩm mỹ dựa vào dao kéo để có đôi mắt lẫn chiếc mũi xinh đẹp hơn. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng kiểu tóc, cách trang điểm cũng như đường nét dậy thì mới là yếu tố thay đổi. Nghi vấn 2019, Cúc Tịnh Y tiếp tục sửa mũi. Nếu lật lại nhan sắc của Cúc Tịnh Y từ thời mới debut cùng SNH48 tới nay thì cũng có khá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, chỉ trong năm nay, nhiều người bất ngờ phát hiện chiếc mũi của Cúc Tịnh Y khác lạ hoàn toàn so với thời điểm những tháng đầu năm hay so với năm 2018. Chỉ trong vòng chưa tới một năm, nhan sắc của Cúc Tịnh Y đã bị búp bê hóa, ngày càng trở nên thiếu tự nhiên. Nhiều fan chỉ ra sự khác biệt giữa hai chiếc mũi của cô nàng trước và sau năm 2019 nằm ở điểm. Trước đây, mũi của nữ thần tượng tuy cao, nhưng phần sống mũi gần mắt và trán rất thấp. Mũi của cô nàng cũng nhỏ hơn bây giờ và nhọn ở phần đầu. Còn bây giờ, mũi của Cúc Tịnh Y trở thành chiếc mũi dọc dừa chính hiệu, cao chót vót từ đầu tới đỉnh sống mũi. Phần xương sống mũi cũng to hơn, khiến chiếc mũi trở nên thô và cứng hơn xưa rất nhiều. Mặc dù chiếc mũi dọc dừa này làm gương mặt cô nàng không bị gãy như trước đây, nhưng lại vô hình phá hỏng sự tự nhiên hài hòa vốn có. Mặc dù không mặn mà với nhan sắc của mỹ nhân 4.000 năm có một ở thời điểm mới ra mắt hay qua những hình ảnh pre-debut, nhưng ngoại hình của Cúc Tịnh Y trong những năm từ 2016-2018 vốn dĩ đã rất ưa nhìn. Ngoại hình hiện tại với chiếc mũi thô cao này khiến các fan nhìn không quen và không thích. Tin đồn Cúc Tịnh Y và Trương Chiết Hạn hẹn hò. Không chỉ ăn ý trên phim, ở ngoài đời, tương tác của Cúc Tịnh Y và Trương Chiết Hạn cũng tạo ra không ít chemistry, khiến các fan phải quấn quéo. Có một điều không thể nào phủ nhận được, đó chính là mỗi lần Cúc Tịnh Y và Trương Chiết Hạn xuất hiện bên nhau thì sự đẹp đôi giữa hai người lại được phô diễn hết cỡ. Cái tên Trương Chiết Hạn thường được tìm kiếm cùng với Cúc Tịnh Y trên mạng xã hội. Cả hai cũng thường giữ mối quan hệ thân thiết ngoài đời thường, coi nhau như những người bạn tốt và có rất nhiều hình ảnh selfie chung. Mặc dù từng nhiều lần bị đồn đoán là đang hẹn hò cùng nhau, nhưng đến nay mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Sau Vân Tịch Chuyện, không ít người dành hết tâm huyết để chèo thuyền cho cặp đôi này. Hy vọng rằng nếu không thể phim giả tình thật thì sẽ lại nên duyên với nhau lần nữa trong nhiều tác phẩm mới. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, ekip Vân Tịch Chuyện đã tiếp tục để hai người trở thành cặp đôi màn ảnh trong Như Ý Phương Phi. Bộ phim hiện đang trong quá trình thực hiện, nếu mọi thứ thuận lợi, dự kiến sẽ lên sóng vào năm sau, 2020. Cúc Tịnh Y, Quan Hiểu Đồng.
Cúc Tịnh Y và Quan Hiểu Đồng kể ra cũng có mối nhân duyên sâu đậm không kém gì Vu Mông Lung hay Trường Chiết Hạn, Mỹ Nhân 4.000 Năm và Bạn Gái Lộc Hàm cũng từng hai lần hợp tác trong hai tác phẩm truyền hình nổi tiếng là Cửu Châu Thiên Không Thành và Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân. Mặc dù cả hai bộ phim này, Cúc Tịnh Y đều là vai phụ bên cạnh Quan Hiểu Đồng, thậm chí còn đóng vai tình địch trong Thiên Không Thành, nhưng cặp đôi nữ này vẫn được fan hâm mộ xứ Trung nhiệt tình gán ghép. Trên mạng xã hội, có vô số ảnh ghép và video dàn dựng về hai nữ diễn viên, tạo thành một cặp đôi bách hợp hoàn hảo, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Cúc Tịnh Y, Chu Khiết Quỳnh. Ngày 9 tháng 10 năm 2019, một bức ảnh tập hợp 4 mỹ nhân trẻ trung của làng giải trí Trung Quốc nhận được sự chú ý lớn của công chúng. Cúc Tịnh Y, Chu Khiết Quỳnh, Hứa Gia Kỳ, Trần Ý Hàm đều đang quay phim ở Hoành Điếm nên đã hẹn hò đi chơi chung, còn mở livestream và đăng ảnh thân thiết. Người hâm mộ bất ngờ khi thấy 4 thần tượng quen biết và kết thân dù họ đến từ những nhóm nhạc khác nhau. Netizen Trung Quốc lại có dịp trầm trồ so sánh nhan sắc của các nữ thần mới nổi của làng giải trí, đặc biệt khi họ chỉ trang điểm nhẹ nhàng, diện trang phục đời thường giản dị. Chu Khiết Quỳnh, Cúc Tịnh Y, Hứa Gia Kỳ đều là thành viên nhóm nhạc nữ trước khi lấn sân diễn xuất. Bên cạnh những lời khen ngợi, có nhiều ý kiến chê bai nhan sắc của các cô gái chỉ ở mức dễ nhìn, không có khí chất nổi bật để trở thành diễn viên. Có vẻ như Cúc Tịnh Y và Chu Khiết Quỳnh thân thiết hơn mọi người nghĩ. Tên của cả hai thường được tìm kiếm cùng nhau thông qua các công cụ tìm kiếm trên Internet. Cả hai đều là những mỹ nhân thế hệ mới và không chỉ có diễn xuất tương đồng nhau mà còn từng kết hợp ấn tượng trong tiết mục Trung Tây diễn tấu tại chương trình ca hội tốt nghiệp của Đài Hồ Nam 2018. Chuyện tình bách hợp tay ba giữa Cúc Tịnh Y và Triệu Gia Mẫn, Hứa Gia Kỳ cũng giống như hai cặp đôi trên, Cúc Tịnh Y cũng thường xuyên được fan chèo thuyền cùng với các thành viên cùng nhóm SNH48 của mình trước đây là Triệu Gia Mẫn và Hứa Gia Kỳ. Cả ba người cùng là những thành viên nổi bật của SNH48 và cũng là những cái tên nổi bật nhất nhóm.